họ hẹn chúc cho ta không ghen, lòng mừng gì có em bên đời anh, cùng nhau mình sống bát mai đâu xanh, hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi, giờ mình cùng tính đi ôi dồi ôi dồ rồi. Bởi quá thương em nên anh rén sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu, chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây, chờ đợi em bấy lâu đây để kêu anh bằng chồng, trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng, kết thông gia hai nhà ta tùng chinh tùng chinh qua gấp dâu, bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc, nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm ca bầu trời dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy bùa. Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Tình tôi ơi anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới,
chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con đi trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy bùa. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Bây giờ họ trai cũng là thấy lúc qua cái đám dưới đầu. Bây giờ xin diễn cái lễ khai xuyến. Xin mời họ gái cầm chấp nhận vui lên. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh hết rồi. Áo tím áo xanh bây giờ em đã có anh. Một ca vàng đủ nước đang hết với 1.000 đô thì đọc cũng xin giải giá giải không đây. Cho bây giờ giới thiệu từng người. Đàn thắng tốt, giờ con cũng đại diện, con là bên đàn nữ, cô ruột của cháu. À, con cũng có gì cho cháu là món quà để làm kỷ niệm. Cũng thưa với bên đàn trai. Cảm ơn.
Con là chị ba. Chị ba của nhau là người tốt cho mình, không có mấy con gì. Anh hôm nay xuống chơi, anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn thâm thì nghe sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông đi thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau như ta hồng lại nói tình đó,
Có câu trăm năm trăm cõi người ta, cha tài khá sắc khéo là chọn nhau, chuyện tình duyên có trầu cao, cha mẹ dầm hỏi cưới nhau cũng phải chọn ngày. Và ngày hôm nay cũng nhân là ngày 20 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Dần, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như là sự chấp thuận của hai bên gia tộc, hôm nay gia đình tộc họ nhà nữ cũng long trọng tổ chức buổi lễ vu quy dành cho Thu Thủy cũng như là Chí Tâm. Thì vào lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi không để cho tất cả quý vị chúng ta phải nóng lòng ngồi chờ đợi lâu. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về lối đi hạnh phúc, cũng như là hướng mắt về ban tổ chức chúng tôi. Và cùng đồng tình dành cho mình những tràng pháo tay thật to, thật lớn và thật nồng nhiệt, để cùng chờ đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Họ sẽ là hai người đẹp nhất trong trang phục lộng lẫy nhất đời người, sẽ cùng tay trong tay tiến bước về đài hòa chúc để cùng ra mắt với tất cả quý vị chúng ta trong ngày vui trọng đại hôm nay. Say như trời vơi, nếu như đây là mơ, xin cho tôi. Ngày cưới hôm nay cũng xin được ra mắt với tất cả quý vị quan khách quý cũng như là quan viên hai họ. Và để cùng nhau gửi đến những lời cầu chúc cho đôi ngôn chúng ta trong ngày vui trọng đại hôm nay, thì một lần nữa xin tất cả quý vị chúng ta sẽ không quên dành cho cô dâu và chú rể chúng ta với những tràng pháo tay nồng nhiệt nữa đấy ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, nhất ngày vui sắc cầm tình hảo hợp cảnh hôn môn của đôi bạn trẻ, thì sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình không thể thiếu. Bên phía gia đình tộc họ nhà nữ cũng xin được long trọng kính mời thân sinh và thân mẫu của cô dâu Thu Thủy cũng sẽ vui lòng tiến bước về ban tổ chức để cùng ra mắt trong ngày vui trọng đại hôm nay. Kết hợp với gia đình tộc họ nhà nữ cũng xin được long trọng kính mời sự hiện diện của đại diện gia đình tộc họ nhà nam, cũng xin được long trọng kính mời thân sinh và thân mẫu của chú rể Chí Tâm cũng sẽ vui lòng tiến bước về ban tổ chức để cùng ra mắt trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được long trọng kính mời sự hiện diện của hai bên gia đình. À, và lúc này đây thì hiện diện trên ban tổ chức chúng tôi cũng là một bức tranh đẹp nhất của đại gia đình chúng tôi, cũng xin được ra mắt với tất cả quý vị quan khách quý cũng như là quan viên hai họ. Và một lần nữa xin tất cả quý vị chúng ta sẽ không quên dành cho đại gia đình chúng tôi trong ngày vui trọng đại hôm nay một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa đấy ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Chắc hẳn là trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì những tình cảm thân thương của tất cả quý vị chúng ta đã bỏ chút thời gian cũng như là một quãng đường khá là xa xôi để cùng đến với trường của gia đình để cùng chung vui với hai bên gia đình, chúc phúc dành cho Thu Thủy cũng như là Chí Tâm. Thì chắc có lẽ là đại diện của gia đình nhà nam cũng như là nhà nữ sẽ có đôi lời gửi đến cho tất cả quý vị chúng ta trong ngày vui hôm nay. Thì và lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được dành lại một khoảng không gian dành cho những lời phát biểu đến từ đại diện của gia đình nhà nữ, sẽ gửi đến tất cả quý vị quan khách quý cũng như là quan viên hai họ để thay cho những lời cảm ơn trong ngày vui hôm nay, và sẽ có đôi lời dặn dò cầu chúc cùng với đôi tăng lang. Anh xin được long trọng kính mời. Kính thưa chính quyền, kính thưa bà con đạo ngoại hai nam tộc và nữ tộc, kính thưa xuôi gia, kính thưa quan khách quý, sự hiện diện có mặt ngày hôm nay là dành thời gian không tuôn có gì xin gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa bà con đạo ngoại hai họ, kính thưa xuôi gia quý mến, và kính thưa là bạn bè khuyến hiểu gần xa, hôm nay là ngày trọng đại của hai con của chúng tôi, không tuôn có gì cũng là lời chào, và cũng như là buổi tiệc hôm nay cũng như là mạnh lạc gì đấy cũng như cũng gửi đến là chung vui với bạn bè đồng hiểu. Và cuối cùng xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc, và cuối cùng là cũng xin chúc là sức khỏe vui vẻ và trẻ. Vỗ tay quý vị ơi. Cảm ơn vừa rồi tất cả quý vị chúng ta đã vừa lắng nghe qua những lời phát biểu đến từ đại diện của gia đình tộc họ nhà nữ. Người ta thường nói là trai vui thì gái cũng mừng. Hôm nay thì hai họ cũng tưng bừng như hoa. Nhà gái thận hon mừng rễ thảo, còn nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền. Và để cho câu chuyện được nối liền thì cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua những lời phát biểu đến từ đại diện của gia đình tộc họ nhà nam. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được kết nối với Dượng Mười của chú rể. Xin được long trọng kính mời. Kính thưa công viên hai họ,
kính thưa nội ngoại hai bên, kính thưa quý vị khách quý, được sự cho phép chính quyền địa phương, được sự thống nhất hai bên gia đình chúng tôi, hôm nay là ngày tháng khá tốt đẹp. Hai bên gia đình chúng tôi cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho hai con. Với sự có mặt của quý vị khách quý đã đến chung vui cùng hai gia đình và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Đó là niềm vinh hạnh lớn đối với hai gia đình chúng tôi. Để tôi đại diện bên họ nhà trai, xin chúc đến quý vị chung vui bữa tiệc hôm nay thật là nồng nhiệt, vui vẻ, nhiều sức khỏe, để cho bữa tiệc hôm nay được là thăng trầm và linh đình hơn. Cuối cùng, cũng xin chúc quý vị cùng hai họ nội ngoại hai bên nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Quý vị chung vui bữa hôm nay, hai bên gia đình có nhiều điều thiếu sót, mong quý vị thông cảm, bỏ qua cho. Cuối cùng một lần nữa, chúc quý vị hai họ nội ngoại vạn sự như ý, xin chân thành cảm ơn. Và xin tất cả quý vị chúng ta cùng đăng ly ạ. Và xin mời đại gia đình chúng ta cùng đăng ly ạ. Xin mời ạ. 1, 2, 3. Rước con dâu ngoan về nhà, thiệp mời đã xong quyết định.
ngày hôm nay con xin khép lại. 1, 2, 3 vô cuối. Thank you.
anh ơi đâu thành, anh ơi đâu thành. Em theo anh về, em theo anh về. Anh ơi đâu thành, anh ơi đâu thành. Em theo anh về, em theo anh về. Anh ơi đâu thành, khi tôi được làm chú rể. Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng. Nên người vừa đây xin phép cho hai cháu được dâng lên nén hương, bày tỏ lòng kính nhớ tri ân, thắp lên ngọn lên để tỏ lòng biết tâm làm rạng danh tổ tiên. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đứng chùa trời. Đã kia xa đời chúng con, xin cho để chúng con cho chúng con nhiều. Bài kính thưa đó là bài hãy thảo với cha mẹ luôn, đó là những lời thứ nhất kèm theo lời là đời nhớ miền lớn bao la trong nhà nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ ta lên sông làm sao
con vắng bằng giữa mẹ thương yêu và người bàn tay cha dòng xưa mẹ. Các cô các đồ đi, các anh chị rồi lấy vô cho đây con. Cảm ơn mẹ. Nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có đâu. Kính thưa gia đình và quý họ của vị quan khách kính mến, để tiện làm lễ ra mắt các phép ban tổ chức của chúng tôi cho tên đại diện hai bên gia đình. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba mẹ kính yêu của chú rể. Đồng hành cùng họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba mẹ kính yêu của cô dâu. Xin mời đại diện hai bên gia đình vừa nêu tên, chúng ta cũng bỏ chút thời gian lâm đình ở đây để tiện ban tổ chức tôi làm lễ ra mắt. Xin mời hai bên gia đình. Nhà hàng lưu động và dự tiệc cưới trọn gói mạnh đăng xin ngon chọn thừng toàn thể tất cả vị quan khách chúng ta có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Giang Hà và Thu Hà thay mặt toàn thể anh em ban nhạc Hà Thi xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình toàn thể tất cả quý vị, lời cảm ơn chân thành, lời gửi chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa gia đình và quý họ của vị quan khách kính mến, từ lúc quý vị chúng ta đã nhận lời mời từ phía gia đình, quý vị đã bỏ thời gian và ngọc để về đây tham gia tham dự để cùng chúc phúc cho chú rể Chí Tâm và cô dâu Thu Thủy được trăm năm hạnh phúc. Thay cho lời cảm ơn thì ngay hôm nay xin mời quý vị chúng ta lắng nghe lời lời phát biểu đại diện bên họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời tiếng nói của Dượng Mười Thục sẽ là người đại diện bên họ nhà trai sẽ lên bên trên cũng có lời của tất cả quý vị. Xin mời Dượng. Vâng, xin mời Dượng ạ. Kính thưa hai họ, thưa đồng ngồi hai bên. Chung là được sự cho phép chính quyền địa phương, hôm nay ngày tháng tốt đẹp, tôi đi xin đại diện bên nhà nhà trai có đôi lời chân thành chúc đến hai họ nội ngoại hai bên nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Chúc quý vị chung vui bữa tiệc hôm nay thật là sôi động, nhiệt tình, vui vẻ để cho bữa tiệc hôm nay được thành công tốt đẹp hơn. Cuối cùng một lần nữa, không có gì hơn, chúc hai họ nội ngoại hai bên, quý vị khách quý có mặt trong bữa tiệc hôm nay nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, vạn sự nhớ. Xin chân thành cảm ơn. Một trăm pháo tay thật lớn ạ. Vừa rồi quý vị chúng ta lắng nghe lời phát biểu đại diện bên họ nhà trai. Thế thưa quý vị, các cụ người ta thường nói qua sông thì phải có đò phải không ạ? Đưa con gái về nhà chồng cũng có đôi câu dặn dò. Để đáp lại tấm tình đó thì ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta lắng nghe lời phát biểu đại diện bên họ nhà nữ. Cũng thay cho lời cảm ơn rất thật thể tất cả quý vị cũng như trong buổi tiệc hôm nay xin mời chú. Kính thưa chính quyền, kính thưa nội ngoại nam tộc và nữ tộc, kính thưa bà con cô bác gần xa xuôi gia quý mến, hôm nay là ngày trăm năm hạnh phúc của con chúng tôi. Chúng có gì cũng như là trân trọng lời cảm ơn và chúc phúc cho hai con chúng tôi là
đem đem hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. À, vừa rồi quý vị chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu đại diện từ hai bên gia đình, tiếp lời từ phía hai gia đình. À, một lần nữa thay mặt cho nên ban nhạc Hà Tiên xin chúc toàn thể tất cả quý vị quan khách chúng ta có một bữa tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Bánh phu thê đẹp như trăng 16, sáng rực lên soi sáng cả lòng ta. Anh nguyện là vầng trăng soi sáng đó để soi sáng cho em suốt cả. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đường. Xin mời quý vị ta cùng đếm gì bạn? À, cô dâu và chú rể chúng ta đứng sang người lại và chéo tay nhau ạ. À. 1 2 3 Vô. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 Vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. 1 2 3 Vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 Vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 Vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Không nhọc nhằn, giờ trong tình nghĩa
trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Như một nhà vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều nha. Thưa má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà. Nên mỗi lần duyên đêm trầu cao nhà em ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mừng anh. Em rất thương anh, ba mẹ anh không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn. Để thằng con em lo rồi đời sẽ không nhọc nhằn. Nhờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều nha. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù ở nhà lá, yêu thì nhất mình là rất gần nhau. Thầy gia cho ta gần nhau, bao đức giả cũng luôn có nhau. Thầy bốn tháng giờ mình đang có tháng rồi mình lên xe bông nhìn nhau tới sáng. Sẽ không ngọc nhằn. Nhờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều nha. Nhờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có và đám cưới trên đường quê đi trên con đê du.